Không nhiều cầu thủ được trải nghiệm cảm giác suốt luân lưu ở một kỳ World Cup. Sau hơn 2 giờ quần quật trên sân, cơ thể mệt nhòi và tinh thần sắp kiệt quệ. Niềm hy vọng của một quốc gia và đôi khi là lịch sử tiếp tục đặt trên vai các cầu thủ. Họ chỉ cần thực hiện cú đá từ cự ly 11m. Tuy nhiên, nó không dành cho những người yếu tim, bởi sau loạt đấu súng cân não này sẽ có những nụ cười và những giọt nước mắt. Sau đây cùng xem lại 4 loạt đá luân lưu đầy kịch tính. Anh Colombia vòng 1/8 World Cup 2018. Đội hình trẻ trung của đội tuyển Anh và lối chơi thiên về sức mạnh của đội tuyển Colombia đã khiến trận đấu biến thành một cuộc đua thể lực của những công nhân với nhiều pha va chạm dẫn tới thẻ phạt. Sau hiệp 1 không có gì đáng kể, bước ngoặt đã đến sớm ở ngay đầu hiệp 2. Trong tình huống phạt góc, trọng tài thổi phạt Carlos Sanchez vì lỗi kéo ngã Harry Kane trong vòng cấm. Một quả phạt đền gây tranh cãi dành cho đội tuyển Anh. Các cầu thủ Colombia phản ứng quyết liệt, nhưng quyết định của trọng tài là không đổi. Trên chấm 11m, chính Harry Kane ghi bàn mở tỷ số cho Tam Sư. Những tưởng đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng thì vào những phút bù giờ cuối cùng, 90+3, trong tình huống phạt góc, trung vệ Jerry Mina bật cao đến đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Colombia. Bước vào 30 phút hiệp phụ, không bàn thắng nào được ghi thêm, trận đấu phải bước vào loạt đấu súng trên chấm 11m để phân định thắng thua. Bóng ma penalty luôn trở thành ám ảnh kinh hoàng với tuyển Anh. Kể từ năm 1990, họ đã bị loại ở 6 giải vì thất bại trên chấm phạt đền, trong đó gần nhất là trận thua Italy ở tứ kết Euro 2012. Người Anh và những quả 11m không bao giờ trở thành câu chuyện mang đến điều ngọt ngào. Nhưng lần này thì khác. Loạt sút đầu tiên, Van Gaal đá vào giữa khung thành, Pickford bay người bất lực, 1-0 cho Colombia. Harry Kane dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Anh. Đến loạt sút thứ hai, Juan Cuadrado đá bóng thẳng vào góc cao bên trái khung thành tuyển Anh. Pickford đoán đúng hướng nhưng mà không thể cản phá. Rashford dứt điểm chính xác hạ thủ môn Ospina, tỷ số được quân bình 2-2 cho Anh. Loạt sút thứ ba, Muriel đá bóng vào giữa khung thành, Pickford đoán sai hướng bóng. Nhưng tiền vệ Henderson không đánh bại được thủ môn Ospina, tuyển Anh bị Colombia dẫn trước 3-2. Ở ngoài sân, huấn luyện viên Bickerman không dám nhìn. Tới loạt sút thứ tư, tình thế đã thay đổi. Matheus Uribe đưa bóng chạm xà ngang bật ra, còn Kieran Trippier lại ghi điểm. Ở loạt cuối cùng, Carlos Bacca đã không thể chiến thắng cho Dan Pickford. Trong khi đó, Eric Dier lại kết liễu giấc mơ của người Colombia với cú sút lạnh lùng. 4-3 và tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm đội tuyển Anh có mặt tại vòng tứ kết World Cup. Pháp-Italia chung kết World Cup 2006. Trong trận chung kết World Cup trên đất Đức năm 2006, Italy và Pháp hòa 1-1 sau 120 phút và bước vào loạt luân lưu may rủi. Pirlo là người đá quả mở đầu cho Italia. Anh đã sút thẳng vào giữa khung thành Barthez mở tỷ số 1-0. Người đá quả đầu tiên cho Pháp là Wiltord. Cú sút rất tốt đã san bằng tỷ số. Lượt thứ hai, Barthez mặc dù đoán đúng hướng nhưng mà không thể nào với tay được bóng sau cú sút của Materazzi. Trong khi đó, Trezeguet đã đá bóng dội xà ngang. Ở lượt thứ ba, De Rossi với cú sút đầy quyết đoán đã nâng tỷ số phạt đền lên 3-1. Bên phía tuyển Pháp, người đá quả thứ ba là Abidan. Anh đã đánh lừa được thủ môn Buffon, tỷ số lúc này là 3-2. Lượt thứ tư, Del Piero, cầu thủ đá phạt đền tốt nhất của Italia thời điểm đó, đã dễ dàng lừa được thủ thành bên phía tuyển Pháp, nâng tỷ số lên 4-2 cho Italia. Và bên kia chiến tuyến, Sanon, cầu thủ khi ấy chơi bóng tại Đức, với tinh thần rất vững đã thực hiện thành công. Và ở lượt thứ năm, thần tài của đội tuyển Italia tại World Cup lần này đã hoàn thành xuất sắc cú sút quyết định của mình, giúp Italy lần thứ tư đăng quang tại World Cup sau 3 lần đăng quang vào các năm 1934, 1938 và 1982. Argentina, Hà Lan bán kết World Cup 2014. Trận bán kết Hà Lan Argentina đã bước vào hiệp đấu đầu tiên với quyết tâm của hai đội nhưng mà không thiếu sự thận trọng, chặt chẽ. Do đó, hiệp 1 của trận đấu là hiệp đấu dành cho các cầu thủ phòng ngự của hai đội. Hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng. Bước sang hiệp 2 của trận đấu, thế trận không có nhiều thay đổi. Các cầu thủ phòng ngự vẫn làm việc tỉnh táo và đủ quyết liệt để ngăn cản các pha xâm nhập của tiền đạo đối phương mà không phạm sai lầm trong những tình huống quyết định có thể dẫn tới quả phạt 11m. 90 phút thi đấu chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội phải bước sang hiệp thi đấu phụ. Cả hai hiệp phụ cũng đã trôi qua trong sự giằng co và không có bàn thắng. Hà Lan và Argentina phải phân định thắng thua ở loạt penalty định mệnh. Cú sút penalty ở lượt đầu tiên của Flaa không thể đánh bại Romero. Messi đá chính xác ở loạt đầu tiên, tỷ số 1-0 cho Argentina. Robben đá quả thứ hai cho Hà Lan chính xác, tỷ số 1-1.
Garay sút thành công quả sút thứ hai cho Argentina, tỷ số là 2-1 cho Argentina. Snyder đã không đánh bại được Romero ở loạt đá thứ ba, tỷ số vẫn là 2-1 cho Argentina. Agüero sút tung lưới Silasen ở loạt thứ ba, tỷ số 3-1 cho Argentina. Quyết đã sút thành công thu hẹp khoảng cách xuống 2-3 cho Hà Lan. Cú sút trái phá của Maxi Rodriguez ở loạt đá thứ tư giúp Argentina giành quyền vào chơi trận chung kết. Nga, Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2018. Trận đấu với chủ nhà Nga ở vòng 1/8 là thảm họa thực sự, không bản sắc, không tinh thần. Tây Ban Nha chơi bóng mà không có khát vọng chiến thắng. Kiểm soát bóng 74%, thực hiện 1029 đường chuyền chính xác sau 120 phút, 25 cú dứt điểm. Những số liệu thống kê vượt trội, nhưng mà thực tế Tây Ban Nha không biết làm gì trước đội hình giữ cự ly tốt của Nga. Thi đấu bất lực, Tây Ban Nha càng chịu thêm áp lực tâm lý khi mà thời gian trôi qua. Kết quả một đều, cả hai đội bước vào loạt đấu súng. Lượt đầu tiên, Iniesta đá tốt quả 11m cho Tây Ban Nha. Smolov sút rất căng bên cánh trái và dù De Gea đã chạm nhẹ được bóng nhưng mà vẫn không đẩy được. Tỷ số luân lưu một đều. Lượt thứ hai, Pique sút chạm mép trong cột dọc nhưng vẫn thành công. Ina Savic đánh lừa được hướng sút với De Gea để lại gỡ hòa cho Nga. Lượt thứ ba, Kuke sai lầm khi mà sút chính giữa và để Akinfeev đẩy được bóng. Golovin sút chìm ngay chính giữa nhưng vẫn chính xác. Nga dẫn 3-2. Lượt thứ tư, Ramos lấy đà khá phức tạp trước khi sút chính xác. Charicep sút chân trái vào giữa khi De Gea đã đổ người sang trái, 4-3 cho Nga. Lượt thứ năm, Iago Aspas sút penalty ngay chính giữa. Akinfeev đổ người sang trái nhưng vẫn kịp giơ chân cản phá cú sút của số 17 bên phía đội khách. Thua với tổng tỷ số 3-4 trong loạt sút luân lưu 11m, Tây Ban Nha đành xách vali về nước. Vừa rồi là 4 loạt đá luân lưu kịch tính trong lịch sử World Cup. Đừng quên like video và đăng ký kênh để xem tiếp những video hay nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.